Xin chào mọi người. Và là một sản phẩm nữa rất là đẹp cũng như là hữu ích, có thể thời trang Hàn Quốc All-Star có thể gửi đến cho mọi người. Đó là sản phẩm Crop Top Flower. Mọi người có thể nhìn thấy là đây, rất là tôn giáo đúng không ạ? Trang và Hương Anh đang mặc một cảm thấy rất là dễ chịu. Mọi người có thể đây, mọi người có thể nhìn thấy là co giãn và co gập. Tức nghĩa là thời trang công sở thì khi mọi người mặc, mọi người sẽ phải đi lại và ngồi rất là nhiều. Và một cái sản phẩm mà không co giãn thì sẽ gây ra cái sự khó chịu. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy là đây, có thể là rất là thoải mái đi lại được như công sở. Vẫn rất thích là một bộ đồ rất là gọn gàng, nhưng mà dám lên người rất là thoải mái và chất liệu rất là mát mẻ. Và để đáp ứng được thì thời trang Hàn Quốc All Style đã có một cái chất liệu gì Hương Anh nhỉ? Chất liệu tuyết nhuyễn nhá. À đó, và đấy, khi mà Trang và Hương Anh mặc thì cảm thấy rất là mát mẻ, cũng như là thiết kế áo là thiết kế crop top thì sẽ làm cho cái phần này nó không bị bó và cũng như là che được bụng cho mọi người nữa. Đây, có thể tôn dáng thì làm cho mình dài ra mình thiết kế thiết kế áo như thế này. Đây, có thể nhìn thấy nhá. Và size của sản phẩm vẫn là từ S đến XXL nên là mọi người có thể thoải mái lựa chọn size số phù hợp cho mình. Và tất cả những mọi người mà muốn inbox đặt hàng này thì có thể inbox trực tiếp chúng tôi hoặc là comment ngay tại livestream này để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn về size cũng như là form người cho các bạn. Và chúng tôi thì sản phẩm có mấy màu? Sản phẩm này có 4 màu, rất là đa dạng này. Đây là màu đen, xanh và một tí nữa đúng không ạ? Đây mọi người có thể nhìn thấy ba sản phẩm và giá sản phẩm vẫn là 385.000 đúng không? Một là 300 người mua hàng đầu tiên thì vẫn nhận được một chiếc đai lưng. Đấy, rất là nhiều. Thế là một với một cái mức giá đấy nhưng mọi người có nhận rất nhiều ưu đãi trong đó và phí mà chuyển cho mọi người nghĩa là ship toàn quốc sẽ chỉ là 25.000 thôi. Đây là một cái chính sách ưu đãi mà thời trang Hàn Quốc All Style muốn gửi đến cho khách hàng. Và mong rằng là mọi người sẽ quan tâm đến sản phẩm này và đặt mua hàng thật nhiều nhá. Đây mọi người có thể thấy là sản phẩm rất là thoải mái và có túi rất là tiện dụng nữa.